Ở đây là đường Cao Đạt. Đường Cao Đạt. Ở trong này có cái chung cư ta, cao ốc Phúc Thịnh gì ở đây nè, Cao Đạt. Ồ, cuối đường Cao Đạt là cái chung cư cao ốc Phúc Thịnh gì đó, Phúc Thịnh. Ở đây có một cái đình nè, đình Quảng Hòa, Cao Đạt. Đình nó thấy ai? Trần Bình Trọng. Đây là ngã tư Trần Bình Trọng với lại đường Cao Đạt. Chạy thẳng ra một chút xíu nữa, rẽ phải vào ở trong cái hẻm chùa thì mình sẽ ra được chung cư Chợ Quán. Cái hẻm chùa làm như cái hẻm này ở đây nè, chùa Thiện Mỹ nè. Đó, rẽ phải vào nha, thì mình sẽ ra được chung cư Chợ Quán. Đó, chợ nè. Buổi sáng là chợ, buổi trưa người ta bán đồ ăn. Bún bò Huế 30.000 tô. Một chiên nuôi chiên. Một chiên nuôi chiên. Buổi trưa nha. Xong rồi rẽ phải á, sẽ ra được chung cư Chợ Quán. Có mấy người bán tạp hóa à. Thích ghê, thích mấy tiệm tạp hóa từ xưa tới giờ. Đây là chung cư Cao Đạt, chung cư Chợ Quán chứ, cư xá Chợ Quán, chung cư Chợ Quán gì đó. Cái chung cư này cũng cũ cũ thôi chứ không phải là mới quá, nhưng mà nó yên bình lắm. Buổi trưa người ta uống cà phê này kia, đậu xe nhìn nó yên bình, yên bình thật sự luôn. Hơi chui vô đường nha, nhưng mà giống như là ngõ cục vậy, chui xong là vòng ra cũng là một cái vấn đề nữa. Có mấy cái khúc cực kỳ hẹp luôn, khó để chui ra chui vào đó. Chung cư cũ, dọc dọc ở dưới có mấy cái quán nước, mấy quán cà phê đó. Ngồi ở dưới hiên chung cư mát lắm. Có xe hủ tiếu gõ đó nè. Chỗ này có sữa dày nữa. Có phòng ra đây. Có bình dân. Có bán bánh tré nè, cacao, rồi có bán cơm buổi trưa nữa. Rồi dính chấu luôn. Không hiểu được nè. Xe hơi chui vô trong đó rồi sao ra giả thì cũng được luôn. Mà thôi nhường đi. Xe lớn mà. Mình xe nhỏ thì mình dễ luồn lách, chứ còn xe lớn của người ta khó luồn lắm. Đó, lô xe này chung cư, chung cư Chợ Quán. Xong rồi có mấy cái đại đường hẻm dài dài dọc dọc ở đây nè. Mình bọc ra đường Võ Văn Kiệt được luôn. Đó, ở đây nè. Mấy chỗ này bọc ra đường Võ Văn Kiệt.